3 cây nến xanh liên tiếp thì thực sự nó cho thấy rằng thị trường rất mạnh, rất mạnh, chia sẻ như vậy. Chào mừng anh chị đến với kênh Chứng khoán TVI. Chúng ta lại gặp nhau trong video thị trường mỗi ngày. Index của chúng ta hôm nay có một phiên xanh điểm, 3 phiên tăng nến liên tiếp, đúng không? Chúng ta gọi là 3 cây nến trắng. Tại vì ngày xưa đồ thị nến thì nến tăng thường là màu trắng, nến giảm thường màu đen, hay chúng ta gọi là gì ạ? 3 chàng lính ngự lâm, đúng không? 3 phiên tăng rất mạnh và thị trường chung vượt qua vùng MA20. Một vùng mà dân phân tích kỹ thuật rất nhiều nói là đây là một ngưỡng quan trọng để đảo thị trường từ xu hướng giảm sang xu hướng tăng, đúng không? Và hôm nay khối lượng của thị trường khá là tích cực, 500 triệu cổ phiếu. Có lẽ ngày hôm nay thì rất nhiều người cũng sẽ lại đặt câu hỏi với Hùng là khối lượng thấp, đúng không? Khối lượng thấp thật là đáng sợ, đúng không? Có sợ không, đúng không? Thì hôm qua Hùng có làm một cái phân tích, Hùng cũng đã gửi trong room VIP khách hàng của chúng ta về câu chuyện đó là khối lượng thấp khi phục hồi thật sự có đáng lo như số đông nghĩ. Thì đây Hùng có chia sẻ mọi người, đây nhớ là Hùng chia sẻ vào tối ngày hôm qua nhé. Hùng muốn nêu ra 3 dẫn chứng để mọi người có thêm kinh nghiệm. Đầu tiên là khối lượng thấp khi tăng giá tại vùng đáy điều chỉnh luôn là điều tốt. Đây là điều mà có lẽ là số đông sẽ khá là bất ngờ. Rất nhiều người nghĩ rằng khối lượng cao thì nó cho thấy sự phục hồi mạnh. Nhưng Hùng chia sẻ mọi người rằng tất cả các vùng đáy tin cậy và sau đó thị trường bật tăng lên thì khối lượng đều phải thấp. Khối lượng bao giờ cũng vậy, nó đều phải thấp. Và nó sẽ củng cố dần trên đà tăng của cổ phiếu. Thì hôm qua Hùng có giải thích cho mọi người. Cái yếu tố thứ hai là phần trăm tăng giá sẽ quyết định sự tin cậy của đợt phục hồi. Thì Hùng có chia sẻ mọi người rồi là rất nhiều người, thậm chí những người giao dịch lâu năm thì không nhận ra cái điều này. Nhưng mọi người nghĩ đơn giản là nếu đây là một vùng đáy điều chỉnh tin cậy, tức là tại đó thì sao ạ? Nhỏ lẻ chúng ta bán, đúng không? Và những người tự tin nhất cũng không dám mua. Và rất nhiều người bán trong hoảng loạn, và đặc biệt những chuyên gia thì cực kỳ im tiếng, đúng không? Và thậm chí lúc đấy Hùng nói vui rằng có dí tay vào nhà đầu tư bảo mua cũng chẳng ai dám mua, đúng không? Và khi vùng đáy đó nó tin cậy thì lúc đấy nó mới dễ dàng tăng, và sau đó chỉ số nó sẽ tăng rất mạnh, đúng không? Và chỉ cần 2-3 phiên là tăng lại hơn trong cả một tuần giảm trước đó. Đây là cái chia sẻ Hùng ngày hôm qua. Dấu hiệu cho thấy đa số nguồn cung cổ phiếu đã bị thu hẹp, người khổng lồ chỉ tốn ít nguồn lực đã đẩy chỉ số tăng mạnh. Đấy, thì ngày hôm nay thì mọi người cũng thấy rõ điều đấy rồi, đúng không? Gần như hôm nay 3 phiên thị trường hồi luôn lên 1276, mà trong khi mọi người biết là chúng ta đã mất rất lâu, đúng không? Giảm cả một tuần, giảm rất mạnh, ai cũng sợ hãi. Nhưng mà hôm nay chỉ có 3 phiên thôi, lên luôn lại vùng đỉnh cũ rồi, đúng không? Và cái dấu hiệu thứ ba chia sẻ mọi người là gì? Là số lượng cổ phiếu bùng nổ vượt đỉnh và sức mạnh sau đó. Thì đây là đặc điểm cực kỳ quan trọng của một thị trường ở cái đợt phục hồi này. Và bản thân TVI thì cũng đã mở mua cho mọi người một vài cổ phiếu, đúng không? Và Hùng nhấn mạnh rằng 2023, 2025 vẫn là giai đoạn siêu kiếm tiền, đúng không? Hùng có chốt lại một câu là kinh nghiệm Hùng đừng ở ngoài sân ga quá lâu, bởi đó có thể là dấu hiệu chuyến tàu tăng giá đã vụt mất trong tầm mắt bạn. Đây, Hùng có ví dụ cho anh chị 3 cái ảnh. Hôm qua Hùng có nốt 3 cái ảnh của giai đoạn đáy tháng 12 này, mọi người thấy không? Khối lượng rất là cạn kiệt. Nó rất là cạn kiệt. Đây tháng 4 cực kỳ cạn kiệt luôn. Ngày đấy cũng như vậy, khối lượng thấp rất sợ, đúng không? Và có thị trường ngày tăng. Đấy. Thì đây Hùng muốn chia sẻ mọi người như này. Đây là một cái giai đoạn mà thị trường chung nó điều chỉnh bình thường trong một đà tăng giá của xu hướng tăng dài hạn, đúng không? Do vậy thì chắc chắn là thị trường nó cũng sẽ không thể đòi hỏi một phiên bùng nổ theo đà quá là viên mãn, hoặc là mọi người kỳ vọng rằng thị trường nó sẽ phải tăng mạnh von vào luôn 1 tỷ cổ phiếu. Cái đấy không có. Khối lượng bây giờ thì cứ mỗi ngày nó cao lên một chút, ngày mai có thể lại 550-600 triệu cổ phiếu, đúng không? Nếu mà và khi khối lượng nó cao thật thì có thể khả năng cao nó sẽ điều chỉnh sau đó đấy, tại vì nó cho thấy rằng những nhà đầu tư bắt đáy đây bắt đầu họ bán ra, họ chốt lời, được chưa? Thì tạm thời cản của thị trường nó vẫn sẽ là vùng 1280, đây là vùng Hùng có vẽ trước cho mọi người rồi. Đây là cản, có thể thị trường nó sẽ còn rung lắc điều chỉnh quanh vùng này, tại vì đây là nền giá cũ. Và hỗ trợ thị trường thì nó vẫn sẽ là vùng 1250-1260, thì đây là cái mọi người sẽ lưu ý dùng nhá. Ở thời điểm hiện tại thì bạn đánh giá thị trường rất là tốt, và anh chị nên tiếp tục nắm giữ, và mọi người sẽ chọn lựa những cổ phiếu mạnh để mọi người có thể tham gia. Tại vì Hùng đã từng nhấn mạnh rồi, trong một con sóng tăng của thị trường thật là ngớ ngẩn nếu chúng ta suốt ngày đi đoán xanh đỏ của index, và cũng thật là sai lầm nếu chúng ta cứ chờ đợi điều chỉnh rồi mới mua. Đấy, thì quan trọng nhất là chúng ta sẽ tìm kiếm những cổ phiếu nào mạnh mẽ để chúng ta có thể lựa chọn tham gia. 3 cây nến xanh liên tiếp thì thực sự nó cho thấy rằng thị trường rất mạnh, rất mạnh, mình chia sẻ như vậy, rất mạnh.
Và ở đó nó có sự luân phiên bùng nổ. Ngày hôm nay thì ngân hàng cũng đã lên tiếng đúng không? Ngân hàng cũng lên tiếng và khá nhiều cổ phiếu chia sẻ như vậy. Về phần trăm độ rộng của thị trường thì độ rộng thị trường hôm nay thì cũng khá là tích cực thôi. Tích cực thì chúng ta thấy là mã xanh 242 mã xanh là khá là áp đảo, đúng không? Và gần như chúng ta cũng có thể để ý thấy thị trường ngày hôm nay thì thanh khoản càng về cuối phiên nó lại càng tăng, càng về phiên lại càng tăng, nó càng về phiên càng tăng. Đây là một cái mà mình đánh giá là khá tốt. Và về khối lượng đánh giá những cổ phiếu tích cực ngày hôm nay thì nó không phải là những tên tuổi ít đâu, đúng không? POW cũng là một phiếu có tính khá cao, khá cao, đấy, khá cao. Thì đấy là một cái mà chúng ta cũng cần lưu ý. Nói chung ở giai đoạn hiện tại thì mình đánh giá là khá là ổn để chúng ta có thể lựa chọn mã mình tham gia. Chúng ta sẽ đến từng dòng cổ phiếu ngày hôm nay. Chúng ta sẽ đến dòng cổ phiếu đầu tiên. Hôm nay thì chúng ta sẽ lại phân tích về FPT đi. FPT hôm qua thú vị nhất. Hôm qua thì hôm nay thì FPT lại bị 200.000 bán ADC, mọi người lại bị 200.000. Rất may cho FPT hôm nay không về 128. Chứ FPT hôm nay về 128 là Hùng cũng đã khớp được 1.000 mình treo mua rồi đấy. Hùng nói vui anh chị em như vậy. Thì hôm nay thì FPT thì tăng 2,3% và gần như lấp lại gap ngày hôm qua. Hôm nay lại là một nến cụt đầu. Do Hùng thấy là như có vẻ như tổ chức nào hay là có vẻ nhà đầu tư nào đấy thì có một thú vui bán khá là thú vị, cứ 200.000 dã vào 15 giây cuối phiên, đúng không? Thì hiện tại Hùng đánh giá là với cái dạng vận động FPT, Hùng đánh giá là tốt và khả năng cao FPT thì cũng sẽ tiếp tục tăng giá thôi. Thì ở cái nhịp tăng này thì thực ra Hùng thì cũng ngại mở mua FPT ạ, cũng không mở mua. Hùng chỉ khuyên anh chịu TVI nắm giữ, tại vì đây là một cổ phiếu TVI nắm giữ rất là lâu rồi và Hùng khuyến nghị liên tục rồi, nếu ai mà thích thì có thể, nếu mà rung lắc đỏ thì mọi người muốn mọi người tham gia chút được, nhưng chung Hùng đánh giá cổ phiếu này rất mạnh đấy, mọi người đừng vội vàng bán nhé. Nó thuộc loại xuất sắc nhất, có lẽ đây sẽ là cổ phiếu blue chip tăng mạnh nhất trong năm nay cũng lên đấy, tại vì Hùng thấy là đến thời điểm hiện tại là tăng 60% rồi và chưa có dấu hiệu dừng lại với FPT. Bán lẻ ngày hôm nay thì MW hôm nay là điều chỉnh, đánh giá là điều chỉnh bình thường, khối lượng thấp, hàng về thì siết von khá tốt. Mình nghĩ là MW trong thời gian tới thì có thể nó sẽ lại quay trở lại cái hành trình tăng giá của mình. Đa số những cổ phiếu mạnh thì sau 2-3 phiên điều chỉnh ngập ngừng khối lượng thấp thì nó sẽ tăng tiếp, nên là chúng ta sẽ cùng chờ đợi MW thể hiện trong thời gian tới nhé. FRT ngày hôm nay thì là một nến cụt đầu, rất nhiều anh chị của TVI có hỏi có xấu không, thì Hùng nói rồi nó không xấu. Thực ra FRT thì có lẽ Hùng trả lời cái việc câu không xấu này, Hùng trả lời chắc FRT trong một năm qua chắc cũng phải cả trăm lần rồi. Không biết bao nhiêu lần FRT tạo nến cụt đầu, bao nhiêu lần FRT điều chỉnh, đúng không? Hùng nói rồi, với cái dạng nền trồng nền này thì anh chị nên nắm giữ FRT thôi. Hùng vẫn tin rằng FRT sẽ còn một lần tăng tốc nữa, và bản thân Hùng thì cũng khuyên đội ngũ TVI nắm giữ cổ phiếu này. Đấy, rất nhiều điểm mua mở ra suốt thời gian qua của chúng ta. Rất là mạnh. Công nghệ bán lẻ. Nhóm tiếp theo thì khu công nghiệp đi. Hôm nay GVR hàng về, đúng, hàng về thì khối lượng khá là tốt, thì siết thanh khoản khá ổn và đang tích lại nền đây. Thì khả năng cao GVR thời gian tới sẽ tạo ra một cái nền nhỏ vùng giá này. Đấy, thì ông đánh giá là mọi người tiếp tục nắm giữ thôi. Hôm nay có ship bật trở lại rồi, ship đang có dấu hiệu bật trở lại, một điểm mua pocket pivot trong nền, đúng không? Thì anh chị có thể tiếp tục nắm giữ được. Nhóm dệt may ngày hôm nay thì hôm trước thì TNG bật thì hôm nay là TCM, đúng không? TCM hôm nay thì tăng 4% và về lại đỉnh cũ rồi. Đây là một cổ phiếu rất mạnh của thị trường. Đấy, TNG, một TVI trong dệt may, chúng ta chọn TNG, TCM và May Sông Hồng. May Sông Hồng thì cũng đang phục hồi tốt, gần về đỉnh rồi. Thì anh chị có tiếp tục nắm giữ thôi. Nhóm dệt may thì quý 2 cũng dự kiến cái khởi doanh thì nó sẽ khá là đột biến, nên anh chị cũng không cần phải quá lo lắng đâu. Cái nhóm này thì nghĩ là mọi người có giữ thôi. Ít nhất là khi nào đạt 15-20% lợi nhuận thì chúng ta mới nên nghĩ đến việc bán bớt, còn không thì mọi người đừng vội bán nhé. Xuất khẩu thép thì Hòa Phát hôm nay điều chỉnh. Hòa Phát hôm nay thì xanh nhẹ cuối phiên thì bị bán trở lại. Hoa Sen tương tự như vậy. Hoa Sen hôm nay cũng tạo ra một nến cụt đầu nhỏ. Thì Hùng đánh giá là Hoa Sen đang tích lại mô hình. Bây giờ nếu Hoa Sen vượt qua vùng 25.5 thì khả năng cao nó sẽ bước vào nhịp tăng cũng khá tốt đấy. Target thì chắc phải 26-27. Nhóm xuất khẩu đá VCS thì tích lũy thôi, tích lũy trạng thái khá ổn. Ở gỗ thì Phú Tài đang tích lũy này, đang tích lũy trong MA50. Mình đánh giá là cổ phiếu này đi, với việc tích lũy chặt trong MA50 này thì có thể Phú Tài nó cũng sẽ sớm bật trở lại thôi. Anh chị có hay nắm giữ nhá. Đấy là cổ phiếu thì bạn cũng từng khuyến nghị anh chị rồi, đợt tới thì
cái nền giá này thì mình sẽ cân nhắc xem có khuyến nghị thêm không. Nhóm hôm nay tích cực nữa đúng không? Chúng ta có POW, một cổ phiếu đại diện trong VN30 bật tăng khá mạnh 4,1%. Hôm qua thì TVI cũng đã ra video phân tích POW rồi, thì anh chị có thì nắm giữ thôi. Thực ra cổ phiếu này thì cũng ít khi khuyến nghị, bản thân Hùng cũng chưa bao giờ khuyến nghị anh chị của mình mua và giữ POW. Nhưng mà về đồ thị thì Hùng đánh giá đây là một cổ phiếu rất mạnh. Và anh chị có, anh chị nên nắm giữ, trend khá là rõ ràng, tích lũy chặt chẽ, bật bùng nổ lên. Xem qua một vài phiếu điện là TV2, GEG thì điều chỉnh hôm qua bật, đúng không? PC1, PC1 tích nền khá chặt, RE thì cũng đang tích nền, có thể là cũng sẽ bật trở lại, tại vì cái nền này của nó là nền vùng đỉnh. Nền vùng đỉnh thì thường cho thấy cổ phiếu rất là mạnh trong VN30, trong những cổ phiếu đầu ngành. Ở nhóm cảng biển ngày hôm nay thì HAH thì điều chỉnh. Thực ra cổ phiếu này thì Hùng nói thật là đồ thị thì cũng rất là thấy là ổn, nhưng mà có mỗi cái là tại vì cổ phiếu này quay thanh khoản kinh quá, mà thường cổ phiếu nào giao dịch có thanh khoản lớn thì Hùng không khoái lắm, nên anh chị nào có thì nắm giữ thôi. GMD đang tích lũy đi ngang. Ngân hàng ngày hôm nay thì cũng là một nhóm mà Hùng thấy là đa số tăng. Hôm nay cho xem một vài cổ phiếu nhé. Hôm nay Techcom là hồi phục tốt nhất này. Techcom mà pullback lại 50-50. BID 3 phiên tăng. BID chắc là có lẽ sau khi chạm hỗ trợ mạnh ở đoạn này chắc là nó đang đảo trend thì có lẽ là có, thì anh chị nắm giữ thôi. Nhưng mà trong ngân hàng thì đoạn này thì không ưu tiên cổ phiếu nào cả. Đấy, TVI thì cũng có theo dõi đại diện và phiếu như MB. Đấy, ok, MB hôm nay còn xanh luôn cuối phiên, khá là tốt. Thì câu hỏi rất nhiều anh chị có hỏi Hùng là ngân hàng đợt này nó có tham gia vào quá trình tạo sóng, nó tăng mạnh không? Thì Hùng nghĩ là cũng sẽ cần phải đánh giá thêm một chút nhé. CTG tích lũy, đúng không? Nói chung ngân hàng thì đợt tới mà chọn lựa thì Hùng nghĩ chắc chỉ chọn một vài cổ phiếu thôi. Hùng vẫn không nghĩ là sóng này ngân hàng nó sẽ dẫn. Mặc dù ngân hàng trong cái đoạn hồi này thì nó xanh rất tốt, nhưng mà để ngân hàng dẫn được thì chắc là nó sẽ phân hóa đấy. Có thể tới đây thì TVI sẽ phân tích kỹ hơn để chọn lựa cho mọi người nhé. Còn lúc này TVI vẫn chỉ chọn 1-2 cổ phiếu thôi. Cái này thì cũng đã gửi trong room VIP của chúng ta rồi. MB đúng không? Chúng ta sẽ lưu ý cổ phiếu này. Đấy là về ngân hàng. Chứng khoán của chúng ta thì hôm nay thì điều chỉnh. SHS thì nếu mà để chứng khoán tự doanh tốt thì chắc có SHS và VDS là hai cổ phiếu thì tự doanh khá là ok. Cổ phiếu khác thì cũng chưa chắc. VCI thì mua FPT, nhưng mà 400 tỷ với nó thì nó để AFL thì không biết nó có hạch toán không. Đấy là về nhóm chứng khoán. Chứng khoán ở đoạn này chưa mở mua được. Đấy là về chứng khoán. Và dầu khí hôm nay thì điều chỉnh. Dầu khí hôm nay điều chỉnh. BPD phục hồi, PVS điều chỉnh, BSR điều chỉnh, OIL xem nào. OIL điều chỉnh. Chứ mà dầu khí thì vẫn khá yếu, chưa ưu tiên lắm. Nhóm bất động sản đi, bất động sản nào nhóm cổ phiếu thú vị. Và Hùng và TVI cũng nói thật sự là cũng đang theo dõi nhóm này. TVI đang theo dõi rất kỹ nhóm bất động sản trong thời gian tới với những Nam Long, KDH. Nó vẫn có sự vận động tốt, và bản thân TVI thì cũng đã khuyến nghị anh chị em khách hàng của mình theo dõi một vài cổ phiếu nó khá đặc biệt trong bất động sản. Chúng ta sẽ cùng chờ đợi xem, nhưng mà tất nhiên thì Hùng phải nhấn mạnh lại là cái đoạn này thì để mà ưu tiên mua bất động sản thì Hùng vẫn không ưu tiên lắm, nhưng mà chúng ta cũng có chọn một vài cổ phiếu để thăm dò theo dõi trong thời gian tới, đúng không, để xem nó có hiệu quả không. Đấy là một vài cổ phiếu mà chúng ta lưu ý với nhau. Ở thị trường đoạn này thì 3 phiên xanh liên tiếp, nó cho thấy rằng cái xung lực của đoạn này là khá mạnh. Một số anh chị đang bị kẹp hàng thì cũng có gửi câu hỏi, hỏi Hùng thì Hùng chia sẻ như này. Tùy cổ phiếu mọi người kẹp, nhưng mà nếu cổ phiếu mọi người là những cổ phiếu đã bị suy yếu, xấu rồi, thì anh chị canh nhịp hồi mọi người giảm bớt tỷ trọng cổ phiếu yếu đi. Mình sẽ chọn những cổ phiếu nào nó mạnh, mẽ, nó tích lũy trạng thái ổn hơn để mình có thể tham gia. Hùng ví dụ như là một vài anh chị hôm nay thì cũng hỏi Hùng mấy cổ phiếu chứng khoán, ví dụ như là VCI này, đúng không? Thì Hùng đánh giá những cổ phiếu nó giảm sâu này thì khi nó hồi về vùng MA520 thì mọi người giảm tỷ trọng đi. Đấy, tức là những cổ phiếu nó yếu thì nó hồi cùng thị trường thì sau đó mình sẽ giảm tỷ trọng đi. Kể cả ngân hàng, nhiều cổ phiếu Hùng nghĩ là nó sẽ mất lâu thời gian đấy, nó sẽ mất lâu thời gian, cả BID luôn. BID
đoạn khoảng 47-48, ông nghĩ là chắc khả năng phải lưu ý giảm bớt tỷ trọng thôi, cả CTG các thứ đúng không, cản của nó. Tôi đánh giá nếu anh chị bị kẹp thì khi mà cổ phiếu nó hồi tầm khoảng 10% từ đỉnh thì mọi người có thể giảm bớt tỷ trọng đi, và sau đấy thì mình mua sang cổ phiếu khác nó tốt hơn. Anh chị đừng gọi là, không hề gọi là, đừng cố giữ những cổ phiếu nó yếu, nó vi phạm nguyên tắc bán rồi thì sau đó để nó tăng lại được khá là khó. Còn ở hướng mua thì Hùng vẫn đánh giá Hùng sẽ thích những cổ phiếu mạnh hơn. Cái đoạn này thì cơ hội thực ra nó không nhiều nên Hùng cũng chưa public cho mọi người được. Tại vì Hùng cũng sẽ phải tư vấn anh chị em khách hàng mình trước đó. Và bản thân thì TVI cũng là một trong những đội ngũ mà giai đoạn vừa qua TVI vẫn giữ cổ phiếu, tiên giữ cổ phiếu xuyên đợt điều chỉnh. Tại vì Hùng nói rồi, những đợt điều chỉnh bình thường thì chúng ta không nên bán bừa. Tại vì chúng ta bán những cổ, ví dụ mọi người mà bán FPT rồi thì coi như là mất hàng rồi, bán FLT là mất hàng rồi, bán MWG là mất hàng rồi đúng không? Tại vì đây là những cổ phiếu mạnh thì mình không thể bán được, mình phải giữ nó. Đấy, ưu tiên là như thế. Và tới đây thì Hùng đánh giá là thị trường thì khả năng cao là nhịp tăng tới nó sẽ cũng sẽ mạnh. Viettel post điều chỉnh này, dòng Viettel, Viettel đi ngang, CTR xem. CTR thì đang nghĩ là vào rổ rồi, chắc đợt tới nó khó tăng mạnh được. Đức Giang thì về nền, Đức Giang về nền, Hùng đang chờ xem nó tích lại đây như thế nào. Hôm trước thì bảo anh chị cẩn thận thì hạ 1/2 đi, rồi theo dõi thêm. Sau cái giai đoạn mà hệ thống TVI nó báo vùng đáy ngắn hạn ở quanh 1240 thì đoạn này thị trường đang hồi lên. Thì cái chiến lược của TVI đoạn này là anh chị sẽ tập trung khi cổ phiếu nào nó mạnh, đạt tiêu chí nó vượt đỉnh thì mọi người tham gia. Đoạn này thì Hùng nghĩ rằng đoạn này là cơ hội để mọi người có thể mua. Đấy, Hùng nói thật là cơ hội để mọi người mua. Và mọi người nên tự tin, tự tin. Tại vì cái mua đoạn này với những cổ phiếu mạnh thì nó gần như nó chỉ là bọn người mua đoạn đầu này thôi này, đầu đi điều chỉnh này. Đấy, thì cơ hội nó rất là nhiều, nó rất là an toàn. Đoạn này thực sự mọi người mua rất là an toàn, nó như đợt này. Đấy, thì mọi người nhớ trong điều đấy, tức là cái đoạn này mọi người mua hãy tự tin lên. Đấy, chọn đúng cổ phiếu mua, không nghĩ là phải mạnh mẽ tự tin, đừng có sợ, đừng có sợ. Tại vì đoạn này là cái đoạn đầu của sự vận động, mọi hiểu không ạ? Đầu của quá trình kết thúc điều chỉnh để bước vào một cái quá trình luân phiên tăng giá mới, thì đây là cái đoạn đầu, thì mình mua mình phải rất là tự tin, không có sợ gì cả. Đấy, đoạn này thực ra là Hùng đang trêu anh chị TVI là nếu mà thị trường mà vượt qua 1300 mà nâng tỷ trọng 90% luôn, đúng không? Thực ra tất nhiên có nhiều anh chị thì danh mục toàn cổ phiếu mạnh thì bây giờ tỷ trọng vẫn full thì cũng đã giảm, muốn giảm tỷ trọng cũng khó. Danh mục thì toàn cổ phiếu tốt thì giảm nào đó, toàn tăng giá hết, có cổ phiếu nào giảm đó, đúng không? Thì có thể cái đoạn này khối lượng nhìn đi thấp đấy, nhiều người cũng sẽ nghe video này thì chắc một vài anh chị cũng sẽ không đồng tình quan điểm Hùng, nhưng mà hôm qua Hùng có là viết một cái bài rồi đấy, khối lượng thấp có đáng lo đấy, thường là giá là không đáng lo. Cứ để ý khối lượng đến khi khối lượng cao là chỉnh đấy. Cứ để ý khối lượng mà mọi người chờ mà xem. Khi nào khối lượng cao lên khoảng 800, 900 triệu thì nào cũng chỉnh. Mọi người ngẫm mà xem, khi nào khối lượng lên là chỉnh. Là lúc đấy là nhiều nhà đầu tư đứng ngoài, đúng không? Đoạn này nhiều người bán ở đáy này, nhiều người cầm phiếu khó dám cơ cấu đấy. Đoạn này có ai dám mua đâu. Không nghĩ đoạn này không ai dám mua. Đúng không? Không biết anh chị xem video này thì không biết là tỷ trọng của phiếu mọi người bao nhiêu. Thì mọi người nhớ comment phần bình luận nhé, xem tỷ trọng mình bao nhiêu. Đúng không? Tại vì nếu tỷ trọng của tất cả chúng ta trái chúng margin thì đương nhiên thị trường nó phải tăng tiếp, đúng không? Nó phải lên nhé, đúng không? Còn nếu mà bên tất cả chúng ta ai cũng full margin thì nó phải giảm, thế thôi, đơn giản, đúng không? Đoạn này nếu tất cả chúng ta đều tự tin thì là gần như thị trường có thể chỉnh đúng cái đỉnh cũ 1280. Đúng, nhưng nếu mà tất cả chúng ta thì sợ hãi thì gần như thị trường nó vẫn sẽ tăng tiếp. Hùng nhắc lại cái tăng của đoạn này nó là tăng tiếp của cái sóng uptrend. Đợt rồi là đợt chỉnh bình thường, có hiểu không ạ? Không phải là tạo đỉnh hay là gì cả nhá, chứ không phải là phân phối nốt hay là gì đâu. Đấy là cái mà muốn khuyên mọi người. Và đoạn này nếu mà thị trường nó cứ khối lượng thấp này thì nó sẽ còn tăng tiếp, không khẳng định mọi người đâu. Nếu hôm nào buổi sáng mọi người thấy phát khối lượng cao vòng lên thì có thể nó còn điều chỉnh, còn nếu mà khối lượng sáng nó cứ dập dìu như này thì nó lại tăng tiếp. Nó cho thấy là nguồn cung bán không lớn mà, thì nó chỉ rũ trong phiên thôi, cứ rũ trong phiên sợi lên, rũ trong phiên sợi lên. Đấy, đoạn này đấy, mọi người thấy không? Đoạn này này đấy, cứ tăng cái khối lượng như này bảo chỉnh, làm sao mà chỉnh được, đúng không? Tăng này bảo chỉnh nó không thể chỉnh được, đúng không? Và khi có khối lượng là phiên bùng nổ thôi đà, đúng không ạ? Có khối lượng là bùng nổ thôi đà, đúng không? Không, nó cứ rung lắc trong phiên như này thôi, nó chỉnh rất nhẹ, đúng không?
Bây giờ bảo chỉnh 15-20% thì không có đâu. À, bây giờ bảo thị trường một phiên giảm 15-20 điểm như cái đoạn này không có đâu. Rất khó, cực kỳ khó luôn. Tại vì mọi người hiểu nhá, bản chất điều chỉnh là gì? Đúng không? Nền tảng tích lũy là gì? Đúng không? Là một quá trình giảm điểm để rũ bỏ nhà đầu tư mua ở vùng đáy. Đúng không? Và rũ bỏ nhà đầu tư bị kẹp hàng trước đó. Đúng không? Thế nếu bây giờ thì thử hỏi mọi người nhé. Nếu mà đòi khối lượng cao luôn, thế những người mua ở đây, nếu mọi người là nhà đầu tư mua ở đây, thì mọi người có bán khi cổ phiếu nó lãi 3% không ạ? Không. Mọi người gom bao nhiêu cổ phiếu như vậy? Đúng không? Thì mọi người phải để nó lãi tối thiểu 20-25%, đúng không? Thì nó phải đạt một mức lợi nhuận nào đó thì mình mới bán, đúng không? Vậy thì khi mọi người bán ra thì gì ạ? Thì cung cổ phiếu sẽ tăng, đúng không? Cung cổ phiếu tăng thì gì? Đúng không? Thì nó làm cho thị trường khó tăng được tiếp, bắt đầu vào điều chỉnh, đúng không? Vậy thì ở đây là gì? Là phải có khối lượng. Khối lượng nó cao thì nó cho thấy rằng nhiều người bán ra, đúng không? Tại vì khi mà thị trường hồi ấy, là đương nhiên là ai cũng muốn mua, là cầu tự nhiên nó sẽ tăng rồi. Mọi hiểu không ạ? Cầu tự nhiên nó sẽ tăng rồi. Đấy, vậy thì cung nó phải bung ra để hấp thụ, để cầu nó hấp thụ, đúng không? Thì khối lượng nó sẽ cao. Nên là nếu khối lượng buổi sáng cứ thấp này thì thị trường nó không chỉnh đâu. Sáng nay thì trước khi chiều vào họp thì một vài bạn team ai có bảo Hùng là khối lượng vẫn khá thấp anh ạ. Thì Hùng bảo thế này thì chiều lại kéo rồi. Tại vì khối lượng nó phải cao. Khi rung lắc, khối lượng bung ra thì cho thấy nhiều người muốn bán, đúng không? Thì nó mới cao được, đấy chứ ạ? Thì nó mới xấu, đúng không? Đấy. Nên là đoạn này Hùng nghĩ là khi nào khối lượng nó cao ở các thị trường nó sẽ điều chỉnh, còn không nó cứ chỉnh trong phiên thôi. Đấy. Và mức độ điều chỉnh nó sẽ không lớn, nó sẽ không bao giờ có những phiên chỉnh kiểu 15-20 điểm đâu. Tại vì bản chất 15-20 điểm là bản chất là những nhà đầu tư, nó phải có những nhà đầu tư lãi nhiều người ta bán, nó không nó phải lên tầm 1.300 thì nó mới rũ sâu được. Đấy. Nhưng tất nhiên là thị trường nó sẽ có những phiên rung lắc sau đó, nhưng ở thời điểm hiện tại Hùng nghĩ rằng nó vẫn là một nhịp tăng trong một con sóng tăng lớn, nên anh chị tiếp tục nắm giữ dùng được chưa? Và cứ tự tin mua, đoạn này không phải đoạn sợ đâu. Đoạn này nó như là đoạn TVI hô vào sóng ở đây, như đoạn này Dũng hệt TVI vào sóng đoạn này, rất nhiều người cứ chê bai. Mọi người xem lại cái video của Hùng từ đầu năm mọi người chưa thấy. Đoạn này cũng thế, bảo vào sóng rất nhiều người cười, đến khi lên đây thì lại hô vào sóng ầm ầm, tải hết chứ đi. Đúng không? Cái quan trọng nhất của nhà đầu tư ấy, khi mà đánh giá thị trường chung, không biết lúc nào là nhịp điều chỉnh đã kết thúc và không biết thế nào vận động ra sao với một con sóng của thị trường. Rất nhiều người trong giai đoạn dưới này không mua, lên đoạn này thì bắt đầu phân tích về cơ bản, về vĩ mô ngon, rồi khuyến nghị hết cổ phiếu này cổ phiếu kia, thị trường giảm về đây. Ngày tuần trước rất nhiều người comment lỗ rồi, thị trường xấu sập rồi, vĩ mô nhiều thông tin xấu rồi, lạm phát cao các thứ, đúng không? Trong khi Hùng bảo nó chỉnh bình thường mà nó chỉnh về 1.240 rất đẹp. Và hôm qua mọi người nhớ Hùng có chat trong room VIP của chúng ta không ạ? Ngồi chat mọi người nhớ không ạ? Hùng bảo là có thể nhịp điều chỉnh 1.240 đã kết thúc và chúng ta sẽ bước vào một cái giai đoạn tăng giá mới. Nói chung đây đấy. Đấy, 1.240, hôm qua cũng khuyến nghị cho mọi người. Đấy, hôm qua người ta có nói về FPT, MWG, đúng không? Đánh giá là nhà chị yên tâm nắm giữ. Đấy. Chúng mà khả năng cao là đợt này là có thể là chúng ta cũng sẽ lại có thành quả tốt đấy. Năm nay mà làm 3 nhịp tăng này thì quá là viên mãn cho anh chị em TVI rồi. Không trượt sóng nào, không trượt cổ phiếu mạnh nào. Không nói vui như vậy. Ok, thì chốt lại về thị trường đoạn này, Hùng đánh giá hôm nay là một phiên tăng điểm tương đối tốt của thị trường chung. Nó cho thấy rằng cái lượng nhà đầu tư bán trong thời gian vừa qua là khá nhiều, nhỏ lẻ chúng ta bán khá nhiều. Và những người khổng lồ khôn ngoan họ đã gom lại được tương đối hàng và họ đẩy giá rất là dễ. Và thị trường chung thì 3 phiên tăng liên tiếp và đang chạm vùng kháng cự 1.280. Thì anh chị chúng ta sẽ lưu ý ở vùng này thì có thể nó sẽ xuất hiện những cái nhịp rung lắc nhất định. Nhá, anh chị cứ an tâm nắm giữ cổ phiếu. Và nghĩ là đoạn này thì nếu mà cổ phiếu đạt tiêu chí thì mọi người tự tin mọi người mua, không vấn đề gì lắm nhá. Còn nếu mà anh chị cần hỗ trợ để chọn lựa cổ phiếu, cơ cấu tài khoản đoạn này thì mọi người có thể đăng ký là khách hàng của DVI, liên hệ trực tiếp số điện thoại của Hùng và số điện thoại trợ lý ở phần mô tả nhá. Cái giai đoạn đầu của vận động ấy thì Hùng vẫn khuyên mọi người
là nếu mọi người đăng ký khách hàng TVI thì đây là cái giai đoạn tuyệt vời nhất, đúng không? Ngoài ra thì có một số anh chị của TVI trong quá khứ đã từng đồng hành với đội ngũ của mình của TVI, nhưng sau đó thì cũng muốn tìm những nơi mới. Và nếu anh chị muốn quay lại là khách hàng TVI thì mọi người cứ liên hệ trực tiếp Hùng và các bạn trợ lý nhé. Đấy, thì TVI thì luôn welcome, luôn vui mừng vì được sự quay trở lại của mọi người. Hôm nay cũng phải nói cái điều này tại vì sáng nay thì lại có một anh chị cũng đã quay trở lại, thì cũng bảo đi rất nhiều nơi cũng thấy TVI vẫn là tuyệt vời nhất. Đấy thì mọi người, nhưng mà nhiều khi ngại, không muốn ngại quay lại đấy, nhưng mà nghĩ là không vấn đề gì cả, tại vì bản chất là chúng ta hiểu nhau, đi cùng nhau trên một chặng đường dài, không ngại vấn đề gì nhá. Nếu anh chị nào mà đã từng là khách hàng TVI và đoạn này thị trường cũng đang rất là tích cực, 2024, 2025 là những con sóng rất là to, thì mọi người quay lại cùng đội ngũ TVI để chúng ta cùng chọn cổ phiếu mạnh, và TVI có thể càng ngày càng hoàn thiện sản phẩm hơn để hỗ trợ anh chị em. Đấy là về nếu anh chị nào mà thực sự có nhu cầu đăng ký khách hàng TVI. Còn nếu anh chị nào yêu mến Hùng thì có thể cho Hùng xin một like video ngày hôm nay nhé. Cảm ơn cả mọi người. Nếu mọi người có câu hỏi gì hoặc là quan điểm mọi người như thế nào về thị trường thì hãy comment ở phần bình luận, Hùng luôn sẵn sàng lắng nghe và đón nhận. Cảm ơn tất cả anh chị, chúc anh chị đầu tư thành công. Bye bye tất cả mọi người.